Chào mừng quý phụ huynh và các con học sinh đến với trang lời giải hay com Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con học bài hình thang thuộc trang 3, 4, vở bài tập toán lớp 5 tập 2. Đến với bài số 1, cô có đề bài nối mỗi hình với tên gọi tương ứng. Cô có các hình và có các tên gọi như sau. Hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình thang. Nhiệm vụ của chúng ta phải nối các hình với các tên gọi tương ứng. Vậy để làm được bài này thì chúng ta phải quan sát các hình vẽ và dựa vào đặc điểm của các hình để nối mỗi hình với tên gọi tương ứng của nó. Vậy hình bình hành là hình có hai cặp cạnh đối diện song song. Còn hình chữ nhật là hình có bốn cạnh và bốn góc. Bốn cạnh này thì có hai cặp cạnh đối diện song song. Còn bốn góc là bốn góc vuông hình thoi là hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau còn hình thang là hình chỉ có một cặp cạnh đối diện song song vậy dựa vào kiến thức này thì đầu tiên cô có hình thứ nhất hình thứ nhất ở đây cô thấy hình này có hai cặp cạnh đối diện song song và hình này có bốn góc vuông vậy đây là hình chữ nhật cô nối được hình chữ nhật Tiếp theo hình thứ hai, cô quan sát hình này có hai cặp cạnh đối diện song song. Vậy đây là hình bình hành. Đến với hình thứ ba, cô quan sát ở đây, hình này có một cặp cạnh đối diện song song. Vậy đây là hình thang. Tiếp theo cô có hình này, hình này cô cũng có. Tiếp theo cô có hình bên này. Cô quan sát thì cô thấy hình này có một cặp cạnh đối diện song song. Vậy đây là hình thang. Hình tiếp theo cô quan sát, hình này cô thấy có hai cặp cạnh đối diện song song và cô sẽ dùng thước kẻ để xem xem các cạnh này có bằng nhau hay không. Cô đo được độ dài của cạnh thứ nhất. Cạnh thứ hai, cô thấy cũng bằng với cạnh thứ nhất. Tương tự như thế thì độ dài của hai cạnh còn lại cũng bằng với cạnh thứ nhất. Vậy hình này có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau. Vậy đây là hình thoi. Và hình cuối cùng cô quan sát ở đây Cô thấy hình này có một cặp cạnh đối diện song song Vậy đây là hình thang Hình thang này có một điều đặc biệt là có hai góc vuông ở đây Đây còn được gọi là hình thang vuông Vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các con làm xong bài số 1 Chúng ta cùng đến với bài số 2 Đến với bài số 2 cô có đề bài cho các hình sau. Cô có các hình A, B, C và đề bài yêu cầu hãy viết có hoặc không thích hợp vào ô trống theo mẫu. Ở đây cô có bảng với các hàng và các cột. Ở các hàng cô có hàng đặc điểm, có 4 cạnh và 4 góc. Có hai cặp cạnh đối diện song song, chỉ có một cặp cạnh đối diện song song, có bốn góc vuông và có các cột hình là A, B, C và chúng ta phải gióng xem các đặc điểm để điền có hoặc không vào đây. Vậy để làm được bài này thì chúng ta phải quan sát hình vẽ để trả lời các câu hỏi. Vậy đầu tiên có bốn cạnh và bốn góc thì hình A ở đây ta thấy có bốn cạnh và bốn góc rồi đúng không nào? Vậy ta điền có ở đây. Tiếp theo ở hình B thì hình này cũng có bốn cạnh và bốn góc cô cũng điền được có tương tự hình c cũng có bốn cạnh và bốn góc chúng ta cũng điền được có tiếp theo có hai cặp cạnh đối diện song song đầu tiên hình a ta thấy hình này có hai cặp cạnh đối diện song song cô điền có hình b cũng có hai cặp cạnh đối diện song song ở đây chúng ta cũng điền có hình c cô thấy chỉ có một cặp cạnh đối diện song song còn hai cạnh ở phía bên này không song song với nhau vậy cặp cạnh này không song song thì chúng ta điền không hình này chỉ có một cặp cạnh đối diện song song và tương tự như thế thì ở đặc điểm chỉ có một cặp cạnh đối diện song song thì hình a chúng ta điền không Hình B chúng ta cũng điền không. Và hình C thì có. Tiếp theo là đặc điểm có 4 góc vuông. Hình A, cô thấy có 4 góc vuông vì đây là hình chữ nhật. Để kiểm tra xem có đúng hay không, chúng ta có thể dùng EK. Cô kiểm tra được góc vuông thứ nhất. góc vuông thứ hai, góc vuông thứ ba và góc vuông thứ tư. Vậy hình này có bốn góc vuông. Cô Điền có. Còn hình b bằng mắt thường cô thấy hình này không có góc vuông nào cả. Chúng ta có thể dùng eke để kiểm tra. Cô thấy góc này không vuông thì chứng tỏ hình này không có bốn góc vuông. Cô Điền không. tương tự hình C cũng không. Vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các con làm xong bài số 2. Chúng ta cùng đến với bài số 3. Đến với bài số 3 cô có đề bài. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Cho các hình, cô có hình M và hình N. Số hình M cần thiết để ghép được thành hình N là Vậy nhiệm vụ của chúng ta phải quan sát hình vẽ để tìm số hình M cần thiết để ghép được hình N. Vậy cô có thể ghép như sau. Đầu tiên, cô được cô vẽ một nét đất ở đây thì cô được một hình M đúng không nhỉ? Tiếp theo, cô sẽ ghép như sau. Cô sẽ ghép một hình chéo ở đây, thì lúc này cô được hình M số 2. Hình số 3, cô sẽ ghép ở phía trên này. Đây là hình số 3 của cô. Và hình cuối cùng thì nó nằm ở phía bên này. Vậy chúng ta ghép được 4 hình M để tạo thành hình N. Vậy cô điền được ở đây. Ta cần 4 hình M để ghép thành hình N và ta chọn đáp án B. Vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các con làm xong bài số 3. Chúng ta cùng đến với bài số 4. Đến với bài số 4 cô có đề bài vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình để được A hình thang, B hình chữ nhật, C hình thang và D hình chữ nhật. Vậy để vẽ được các hình thì chúng ta phải dựa vào tính chất. Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song, còn hình chữ nhật có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn góc vuông. Vậy dựa vào tính chất này thì cô cùng các con chúng ta cùng vẽ các hình như sau. Đầu tiên hình thang thì chúng ta phải vẽ một cặp cạnh đối diện song song. Cô sẽ chọn cạnh này làm chuẩn và cô vẽ cạnh còn lại phải song song với cạnh ở phía trên này. và sau đó cô nối hai điểm này lại để được cạnh thứ tư và cô được hình thang tiếp theo hình chữ nhật để vẽ được hình chữ nhật thì phải có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau và bốn góc vuông vậy cô lấy cạnh này làm chuẩn thì cô vẽ cạnh song song với nó ở bên này được như sau và nối hai cạnh này lại Cô được hình chữ nhật có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau và bốn góc vuông. Tiếp theo cô có câu C hình thang. Vậy cô sẽ chọn cạnh này làm chuẩn và cô vẽ cạnh song song với nó. Sau khi cô vẽ được cạnh này xong, cô sẽ nối hai điểm này lại với nhau cô được cạnh thứ tư vậy cô được hình thang và cuối cùng câu d hình chữ nhật tương tự như câu b cô sẽ vẽ được như sau cô chọn cạnh này làm chuẩn và cô vẽ cạnh song song với nó và nối hai điểm này lại với nhau cô được hình chữ nhật Vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các con làm xong các bài 1, 2, 3, 4 thuộc trang 3, trang 4 của bài hình thang vở bài tập toán lớp 5 tập 2. Để xem thêm lời giải và các bài tập khác, các con hãy truy cập vào trang lời giải hay.com nhé. Chúc các con học tốt!